nghệ sĩ hài Quang Minh lập gia đình mới, phản ứng bất ngờ của vợ cũ Hồng Đào và các con. Mới đây nghệ sĩ hài Quang Minh công khai cận mặt con trai chào đời sáng ngày 4 tháng 11, nặng 3 kg, được đặt tên là Dustin. Chính thức công khai lập gia đình lần 3, sau hôn nhân được nhiều khán giả ái mộ với nghệ sĩ Hồng Đào. Sau thông tin nghệ sĩ Quang Minh công khai vợ mới trẻ đẹp kém rất nhiều tuổi, thì nhiều khán giả rất tiếc cho Hồng Đào. Trên trang cá nhân của cô, nhiều khán giả vào an ủi, mong cô đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc này. Chị ơi phải sống ngang cao đầu lên để nhìn người nhìn đời và chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thương chị, càng lớn tuổi phụ nữ chỉ muốn sống bình yên bên con cái thôi, họ không cần thêm đàn ông nữa đâu, nhưng đàn ông ngược lại. Hợp rồi tan là lẽ thường tình. Ta không bạc với người, cũng chưa chắc người không bạc với ta. Và đôi khi trong đời ta cũng bạc với bao nhiêu người, để chọn người bạc với ta. Thương cho Hồng Đào cả thanh xuân hy sinh cho Quang Minh, giờ thì sống trong sự buồn. Ở đây không phải buồn vì mất Quang Minh mà buồn cho số phận chọn nhầm chồng. Cuộc đời này bạc bẽo lắm ai ơi, chỉ cần quay lưng đi là tình nghĩa chẳng còn, tất cả chỉ đều là giả tạo thôi. Rất nhiều bình luận gửi đến Hồng Đào, nhưng Hồng Đào vẫn giữ một thái độ im lặng trước những thông tin tràn lan về chồng trong 2 ngày qua. Có lẽ trái tim cũng đã chai sạn từ sau ly hôn. Và thông tin Quang Minh lập gia đình, có lẽ 1 năm trước Hồng Đào đã biết, thời gian đó cô đã sốc và phải nhập viện tiếp lần thứ 2. Nghệ sĩ Hồng Vân là bạn thân đã chia sẻ thông tin này. Và cuộc sống hiện tại của hai người bây giờ ra sao? 5 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Hồng Đào, Quang Minh có hạnh phúc mới. Nam diễn viên và cô gái xinh đẹp tên Khánh Chi đã hẹn hò hơn 1 năm. Quang Minh thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện đặc biệt, tụ họp cùng hội bạn của Khánh Chi. Trong ngày bạn gái vượt cạn, Quang Minh cũng túc trực bên cạnh động viên. Sau khi thông tin vừa chào đón con trai được chia sẻ rầm rộ, Quang Minh cũng công khai luôn khuôn mặt của em bé. Nam diễn viên bế thiên thần nhỏ trên tay, khuôn mặt mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, điểm gây chú ý trong bức ảnh được chồng cũ Hồng Đào đăng tải chính là khoảnh khắc Khánh Chi trở thành phó nháy được phản chiếu trong chiếc bóng bay. Hậu sinh nở, người yêu của Quang Minh đã đích thân chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của nam diễn viên và con trai. Khánh Chi còn chia sẻ bức ảnh hạnh phúc kèm dòng trạng thái: "Xin chào con trai, thế giới này lại có thêm một em bé để ba mẹ yêu thương." Bên dưới bài đăng của Khánh Chi, một vài sao Việt như Thanh Trúc, Châu Khải Phong, Ưng Đại Vệ từng là một cặp nghệ sĩ được yêu mến. Việc Quang Minh, Hồng Đào đường ai nấy đi từng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Quang Minh, Hồng Đào từng nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó lâu nhất trong làng giải trí hải ngoại. Năm 2019, cả hai xác nhận đã ly hôn sau 24 năm chung sống. Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Bước ra từ cuộc hôn nhân 24 năm, cả Quang Minh và Hồng Đào đều tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và tìm thấy hạnh phúc ở tuổi lục tuần. Quang Minh lên chức bố ở tuổi 65. Sau khi ly hôn, Quang Minh trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi với nghề diễn. Nam nghệ sĩ tiết lộ, 2 năm dịch bệnh khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Quang Minh cố gắng sống chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc đời. Quang Minh thích tận hưởng cuộc sống độc thân bằng cách làm đẹp, ăn diện, tập bơi để giữ dáng. Mỗi tối khi đi diễn về, dù muộn đến đâu, anh nói luôn dành nửa giờ đứng trước gương tẩy trang, rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm. Khi ra ngoài, kem chống nắng là vật bất ly thân. Anh quan niệm với diễn viên, hình thức đóng vai trò quan trọng, do đó muốn sống lành mạnh, giữ bề ngoài dễ nhìn để tạo thiện cảm với khán giả. Chính vì điều này, nam diễn viên cũng nhiều lần vướng vào nghi vấn giới tính kể từ khi ly hôn vợ. Đối diện với những thắc mắc của khán giả, anh từng khẳng định bản thân thẳng 100%. Tôi không biết thế nào nhưng tôi thích ăn diện, tôi thích mỗi tối sức kem, tôi thích dưỡng da mặt. Mỗi lần nhìn thấy mặt héo, tôi buồn cả ngày, mỗi lần thấy mình tươi, tôi vui cả ngày. Tôi thích shopping, mỗi lần đi shopping là Hồng Đào ngồi trông con, còn tôi cầm giỏ đi mua sắm, anh kể. Từng có thời gian dài, Quang Minh cảm thấy mặc cảm hậu ly hôn. Về sau, anh dần nghĩ thoáng hơn. Riêng mối quan hệ với Hồng Đào, nam nghệ sĩ từng cho biết có khoảng thời gian bị vợ cũ giận, nhắn tin nhưng không hồi âm. Đến cuối năm 2023, anh vui mừng cho biết cả hai đã nói chuyện, làm bạn trở lại. Quang Minh chia sẻ, tôi về Mỹ và đến thăm Hồng Đào. Khi nghe cô ấy hỏi thăm anh ăn gì không, uống nước gì em lấy, tôi thấy sướng lắm. Giữa chúng tôi hiện không còn duyên nợ nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần.
trải qua nhiều thăng trầm tới mức không thể tiếp tục quan hệ vợ chồng, Quang Minh thấy mừng vì hiện tại có thể làm bạn với vợ cũ. Ngoài ra, Hồng Đào cũng là người động viên anh phát triển sự nghiệp trong nước. Sống đến tuổi này, tôi nhận ra duyên số là do trời định, một khi đã hết thì khó giữ. Điều tôi mong mỏi nhất là không còn là vợ chồng sống chung nữa thì vẫn có thể là bạn, đến nay đã làm được. Cả hai giữ liên lạc qua Facebook. Khi thấy cô ấy tham gia một dự án nào đó, gần nhất là phim điện ảnh Mai, tôi mừng cho vợ cũ rất nhiều, cảm giác yên tâm hơn. Ngược lại, Hồng Đào cũng động viên tôi nhiều. Khi tôi nói Việt Hương, Minh Nhí có mời về diễn kịch, cô ấy cổ vũ vì tin tôi làm được. Nói thật lòng, đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm bạn diễn nào ăn ý như Hồng Đào trên sân khấu như ngày trước, Quang Minh từng chia sẻ. Sau 5 năm từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hồng Đào, Quang Minh đón niềm vui mới khi lần thứ 3 lên chức bố ở tuổi 65. Thời gian qua, nam nghệ sĩ giữ kín chuyện tình cảm, không công khai với truyền thông. Theo chia sẻ của Quang Minh, anh và tình mới bên nhau hơn 1 năm trước khi đón thiên thần nhỏ. Thời gian qua, nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bên bạn gái. Quang Minh không tiết lộ nhiều vì muốn giữ sự riêng tư, song trong mắt anh, Khánh Chi là người phụ nữ tốt, đáng trân trọng, gìn giữ. Dù chênh lệch nhau 37 tuổi nhưng cả hai trông vẫn rất đẹp đôi. Hồng Đào bình yên bên hai con. Trải qua biến cố hôn nhân, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại sự lạc quan, vui vẻ. Tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng mẹ ruột và hai cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân, Sophia Minh Châu. Ngôi nhà của diễn viên Hồng Đào đẹp như resort, có bể bơi ở sân sau, xung quanh được trồng nhiều loài hoa, rau xanh và cây ăn trái. Nữ diễn viên rất tự hào khi hai con đều trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ. Sau 5 năm ly hôn, Hồng Đào chưa từng công khai nhắc đến chồng cũ cũng như câu chuyện tan vỡ. Nữ nghệ sĩ tập trung làm nghệ thuật tại hải ngoại. Tháng 4 năm 2023, Hồng Đào xuất hiện trong bộ phim Beef được trình chiếu trên Netflix. Sự xuất hiện của một nghệ sĩ Việt Nam trong bộ phim Hollywood khiến cho khán giả Việt vô cùng tự hào. Hồng Đào khẳng định bộ phim đã đem đến cho chị những kỷ niệm đặc biệt, một kỷ niệm đẹp trong đời. Ngoài ra, Hồng Đào vẫn là một gương mặt được săn đón ở điện ảnh Việt. Sự xuất hiện của cô trong phim Trăm Tỷ Mai của Trấn Thành cũng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Sắp tới, Hồng Đào cũng tiếp tục trở lại màn ảnh Việt qua dự án kinh dị Linh Miêu. Năm ngoái, Hồng Đào cũng đối diện sự cố nghiêm trọng về sức khỏe. Cô đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ ở Mỹ, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Sau biến cố, Hồng Đào nói hiện sức khỏe ổn định, tinh thần khỏe mạnh để tự do làm công việc yêu thích. Thời gian qua, chị thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để công tác, kết hợp thăm người thân, du lịch. Dù bận rộn, Hồng Đào duy trì lối sống khoa học, ăn uống kỹ lưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ. Nghệ sĩ cũng giữ thói quen tập thể dục đều đặn 1 đến 2 tiếng mỗi ngày, kết hợp tinh thần lạc quan, vui vẻ tận hưởng tuổi xế chiều. Đầu tháng 11 năm nay, Hồng Đào tham gia Linh Miêu, phim điện ảnh đầu tiên mà nữ nghệ sĩ đóng chính. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Hồng Đào sau gần 1 năm tạm ngừng hoạt động, từ chối nhiều lời mời biểu diễn trên sân khấu và đóng phim vì vấn đề sức khỏe. Dù không tiết lộ chi tiết về tình trạng bệnh, Hồng Đào chia sẻ rằng đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng ở Mỹ. Hiện tại, tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết, thoải mái thực hiện những điều mình yêu thích, phần lớn nhờ vào sự quan tâm và động viên từ bạn bè, đồng nghiệp trong thời gian qua, Hồng Đào tâm sự. Điều đặc biệt về hai con gái đáng đồng tiền bát gạo của Quang Minh và Hồng Đào. Những ngày qua, thông tin diễn viên Quang Minh có con trai ở tuổi U70 nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trước khi lên chức bố lần 3, nam diễn viên từng có hai con gái vừa xinh vừa giỏi là Vicky Phương Vân, sinh năm 1996, và Sophia Minh Châu, sinh năm 2002. Hiện, cả hai con gái của Quang Minh đang sống và làm việc ở Mỹ, khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Thỉnh thoảng, Vicky và Sophia mới xuất hiện trong những video, hình ảnh do bố mẹ đăng tải trên trang cá nhân. Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng và có điều kiện, Vicky và Sophia không ỷ lại mà sớm có tính tự lập, mạnh mẽ và tự kiếm tiền cho sinh hoạt cá nhân. Con gái lớn của Quang Minh, Hồng Đào đã tốt nghiệp Đại học UC Santa Barbara, một trong những trường danh tiếng ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Vicky đã tự lập ra sống riêng và chỉ xuất hiện bên gia đình trong các dịp quan trọng.
Dù từng được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ nối nghiệp của bố mẹ, nhưng Vicky Phương Vân chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung vào việc học và đi làm thay vì hoạt động nghệ thuật. Với làn da nâu cùng nét đẹp phóng khoáng, cô sở hữu nụ cười tươi tắn thừa hưởng từ bố mẹ. Sau khi ly hôn, Hồng Đào chủ yếu ở Mỹ để gần gũi chăm sóc con gái út là Sophia Minh Châu. Khác với vẻ ngoài phóng khoáng của chị, Sophia sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông với tính cách nhẹ nhàng, đằm thắm và sở hữu chiều cao 1m7 nổi bật. Hồng Đào từng chia sẻ vui rằng Sophia là người đi làm thêm sớm nhất trong đám. Cô bé không những chăm chỉ mà còn nghiêm túc với công việc đến mức không giảm giá cho mẹ khi bà ghé thăm nơi con làm việc. Mặc dù sống và học tập tại Mỹ, cả Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu đều được cha mẹ truyền dạy những nét đẹp văn hóa Việt. Trong những dịp lễ Tết, hai con gái của Hồng Đào và Quang Minh thường mặc áo dài và thưởng thức các